Sau khi đã xong màu đỏ rồi ấy, thì bây giờ chị sẽ dùng màu xanh ra trời. Chị sẽ làm cái vòng nhẫn ở dưới. Các bạn nhỏ ơi, chị có hai cái móc treo chìa khóa. Đây là hình trái tim đội vương miện nhá, và đây là hình cái nhẫn kim cương. Bây giờ chị sẽ làm móc chìa khóa để các bạn cùng xem. Ở trên cái móc chìa khóa ấy, đây là mặt phải mặt nhẫn thì chúng mình không thể cho sơn vào được, và chúng mình sẽ cho sơn vào mặt trái nhé. Bây giờ chị sẽ làm cái hình trái tim đầu tiên. Cái hình trái tim ấy thì chị sẽ chuyển màu, ví dụ như là cái vương miện thì chị sẽ cho màu vàng. Đây các bạn móc sơn vào đây nhé. Chúng mình sẽ bóp hết sơn ở đây, bao giờ đến tràn cái mép đen thì thôi. Cái vòng ở bên ngoài chị sẽ làm màu vàng. Đây chị cho màu đỏ vào với vòng 2. Màu đỏ thì nhão hơn, chính vì thế mà chỉ cần bóp ở giữa cái là bắt đầu nó chảy vào những kẽ xung quanh, không giống như màu vàng hơi đậm. Vậy là đã xong màu đỏ. Bây giờ chị sẽ cho vào trái tim ở giữa, đó là màu xanh nhá. Màu xanh cũng rất là nhão và đẹp. Chúng mình chỉ cần bóp cái thôi là màu xanh đã tự chảy rồi. Và bây giờ chị kéo một chút màu xanh lên đây. Vậy là đã xong cái hình trái tim. Rồi bây giờ chúng mình chưa cầm ngửa ra được, bây giờ chúng mình để đây để bao giờ khô chúng mình mới ngửa ra nhé. Và bây giờ chị sẽ đi làm đến hình cái nhẫn. Đây hình cái nhẫn. Ở trên nhẫn kim cương ấy thì chị có thể chuyển màu. Đây chị chuyển theo tông đi, ví dụ cho màu xanh vào đây. Và mình cũng kéo màu xanh xuống đây một thể nhé. Đã xong. Và bây giờ sẽ chuyển đến màu vàng đi. Ở bên đây chúng mình cũng làm như thế, làm cho hai bên đối nhau đi. Sau khi đã xong màu đỏ rồi ấy, thì bây giờ chị sẽ dùng màu xanh ra trời. Chị sẽ làm cái vòng nhẫn ở dưới. Vậy là cái ở trên viên kim cương chuyển màu đã xong, ở dưới cái nhẫn đã xong. Bây giờ còn cái rãnh ở giữa. Đây cái rãnh ở giữa thì chúng mình có thể cho màu trắng vào đi, để chúng mình làm điểm nhấn ở cái nhẫn. Chính vì thế mà chúng mình sẽ cho màu trắng vào đây. Vậy là đã xong cái nhẫn rồi. Bây giờ nha, chị phải để đây bao giờ khô, chị sẽ ngửa ra để các bạn xem nhá. Đây các bạn ơi, đây là hai hình hôm trước chị làm đã khô rồi. Ở đây là hình trái tim, chị coi các bạn cùng xem nhá. Đây là mặt bóng, là mặt phải đây. Chúng mình sờ vào rất là nhẵn nha. Và đây là mặt sần, chúng mình vẫn bóp sơn vào khi sơn đã khô. Chúng mình sờ, sơn cũng không hề dính vào tay. Ở đây nha, màu vàng thì chị cho màu nhũ, có kim tuyến ở bên trong. Khi khô ấy rất là đẹp các bạn. Ống ánh nha, có phát sáng, nhất là ánh đèn ánh điện vào, đây đang sáng nhá. Và cái cháy cái nhẫn kim cương ấy thì chị không cho kim tuyến, khi làm đặc quá, chính vì thế mà chị cho một màu. Các bạn mà có nhũ ánh kim hãy cho vào, những khi khô rất là đẹp nhé. Bây giờ chúng mình móc chìa khóa thì chúng mình sẽ cho cái khuyên vào. Chúng mình cần chuẩn bị cái khuyên móc chìa khóa nhé. Chúng mình vành ra, sau đó chúng mình sẽ cho vào cái lỗ ở đây để chúng mình treo vào ba lô đi học. Đây ở đầu móc ấy, nó có một cái lỗ tròn, chúng mình cho vào đây. Đấy, vậy là chúng mình đã làm xong một cái móc treo chìa khóa. Các bạn mà thích hình trái tim thì các bạn có thể móc hình trái tim, các bạn có thể móc hình có hình gì chúng mình sẽ móc hình đấy các bạn nhé.